Hello, xin mến chào các bạn đến với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về cách thay cái van xả cho cái bộ bàn cầu nha các bạn. Thì đây là tình trạng cái bàn cầu đang bị hư và mình có mua một bộ van xả mới để thay cho nó vào cái vị trí này các bạn. Thì việc thay van xả này cũng khá đơn giản, các bạn có thể tự làm tại nhà nhé. Thì đầu tiên mình sẽ lắp cái van xả này trước. Thì trước tiên mình lắp thì mình phải tháo cái con ốc này ra nhá. Các bạn tháo ra thì trên này nó có một cái giòn cao su sẵn này, chúng ta chỉ cần tháo ra và lắp vào là được nhé. Rồi sau khi chúng ta tháo ra rồi thì ở đây mình sẽ đưa vào vị trí này các bạn. Ở đây các bạn sẽ đưa vào cái vị trí lỗ nhỏ nhất ở trên cái nước này nhé. Các bạn sẽ để xéo xéo trong bên như này. Đó. Thế tiếp chúng ta sẽ bắt bổ lon ở đằng sau này. Thì ở đây các bạn sẽ bỏ lon đèn vào và chúng ta siết cho chặt nhé. Các bạn sẽ dùng một tay ở bên trong vừa ấn ra và tay bên ngoài để mình siết vào cho chặt để tránh tình trạng bị rò rỉ nha các bạn. Rồi như vậy là ok các bạn. Kế tiếp chúng ta chặt rồi thì chúng ta sẽ để miếng cao su này vào. Ta để và ấn vào là được nha. Rồi như vậy là ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành để lên vào cái vị trí này. Các bạn sẽ để vào vị trí và các bạn nhớ xem là cái chiều nào là bên ngoài bên nào bên trong nhé. Rồi sau khi chúng ta đặt vị trí này rồi thì chúng ta sẽ bắt bổ lon xuống các bạn. Ở đây các bạn sẽ phải bỏ cái giòn cao su vào hai con bổ lon này nhá, bằng nhựa này. Sau khi chúng ta đưa được hai cái lon đèn cao su này vào cái bổ lon thì chúng ta sẽ đưa vào hai cái vị trí này nhá. Thì ở bên này, hai bên này, van xả này nó có hai cái lỗ để vị trí để bắt bổ lon ra bên ngoài các bạn. Các bạn sẽ đưa vào và đồng thời các bạn sẽ bắt ốc ở bên dưới này nhá. Thì cái ốc này bằng nhựa thì tất nhiên là các bạn sẽ phải dùng một tay ở bên trên các bạn đè xuống và ở dưới này các bạn vặn. Thì như thế nó sẽ được chặt và an toàn hơn cho ốc, đỡ bị tuôn răng nhá. Mình sẽ vặn chặt cho các bạn. Các bạn nhớ bật cho chặt để tránh tình trạng bị rò rỉ. Và bên này cũng vậy các bạn. Thì để lắp cái bộ này các bạn dùng tay và siết chặt là được nhá. Không cần phải các bạn phải dùng kìm hoặc cà lê molet. Bởi vì những con ốc bằng nhựa này nó khá là nhạy cảm, có thể nó bị tuôn răng nha các bạn. Rồi như vậy là ok các bạn. Thì cái tiếp mình sẽ bắt cái van cấp nước vào nhé. Ở đây các bạn cũng xoáy này ra và đồng thời các bạn sẽ ở đây cũng có giòn cao su sẵn nha các bạn. Mình sẽ đưa vào cái lỗ van cấp ở bên kia như kia. Các bạn đưa vào thì ở dưới này các bạn cũng bắt bổ lon cho chặt nhé. Rồi sau khi chúng ta bắt chặt rồi thì kế tiếp chúng ta sẽ bắt cái quả phao này vào nhá. Chỉ lấy quả phao này ra. Bạn sẽ bắt cái quả phao vào cái vị trí này. Bạn vặn cho nó vừa chặt là được, không cần vặn kỹ nhá. Rồi ở đây mình sẽ dùng tua vít và chỉnh cái ốc này. Thì con ốc này nó có nhiệm vụ là mình xoáy vào thì là
cái phao nó sẽ chìm xuống mà mình nới ra thì cái phao nó sẽ nâng lên nhá. Thì cái này các bạn tùy chỉnh thôi, nhưng mà theo mình thì là các bạn lên chỉnh cái phao này nó sẽ thấp hơn cái ống này nhá. Nếu các bạn này cao hơn đồng thời sẽ nước nó sẽ bị chảy ra ngoài nhá. Thì các bạn lưu ý về vấn đề này, mình sẽ vận vừa bằng là được. Rồi ok. Cái tiếp mình sẽ nắp một cái van nhấn này, cái nút nhấn này. Nhấn này các bạn cũng tháo ra và bắt vào cái lắp của nó nhá. Thì cái bộ này là bộ một nhấn, còn cái bộ hai nhấn thì nó sẽ khác hơn cái này các bạn. Thì nó cũng tương tự và như thế thôi, nhưng mà nó sẽ khác về hình thức luôn nhé. Mình sẽ tháo cái này ra và đưa cái này vào cái lắp các bạn. Mình tháo này ra thì mới lấy được. Thì mình cũng chia sẻ những gì mình biết cho các bạn nào mà chưa biết nhé. Các bạn nào biết rồi có thể tham khảo qua video của mình nhé. Đây là cái lắp của các bạn. Cái lắp này thì mình sẽ đưa nó vào và siết lại là được nhá. Và đưa vào đây. Khi chúng ta đưa vào thì chúng ta sẽ siết chặt ở vị trí này các bạn. Các bạn siết cho vừa chặt là được. Rồi như vậy là ok các bạn. Bây giờ mình sẽ lại lắp cái cần này vào vị trí cũ nhá. Thì các bạn lắp vào thì cũng để ý là phải đưa cái này vào đúng cái lỗ ở bên trong các bạn. Để chúng ta lắp vào và nhấn thử. Khi chúng ta lắp vào xong thì chúng ta thử nhấn thử xem nó có được không nhá. Rồi như vậy là ok các bạn. Giờ mình sẽ đặt cái lắp này vào vị trí cái nước nha các bạn. Thì ở đây đặt lên thì chúng ta sẽ lấy cái dây ở bên dưới này, chúng ta đưa vào cái lỗ này nè. Cái tiếp chúng ta sẽ vòng lại và đưa nó vào cái khe này là được nhé. Các bạn để dây ở vị trí bình thường, không cần phải căng quá và không cần trùng quá là được. Các bạn đưa vào cái khe này. Rồi như vậy là ok. Như vậy là mình sẽ lắp xong ở bên trong này, còn bên ngoài thì mình sẽ lắp vị trí cấp nước vào nhé. Thì cấp nước vào thì các bạn sẽ cấp vào cái chỗ này. Thì ở đây các bạn sẽ xoáy ra chặt và đồng thời sẽ dùng kìm chúng ta siết chặt để tránh bị rò rỉ nhé. Rồi như vậy ok, bây giờ mình sẽ mở van ra để cấp nước vào các bạn. Như vậy là mình đã cấp nước vào và bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn cùng xem nhé. Rồi như vậy là ok các bạn, khá đơn giản luôn nhé. Đây là vậy, mình cũng chia sẻ những gì mình biết cho các bạn biết nhé. Đến đây mình cũng xin dừng video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Bye bye, xin chào các bạn.